Một sáng mùa xuân, bầu trời đầy én bay, một người từ hải ngoại quay về cố hương, mang theo nỗi khát khao về một nhịp cầu, mang theo nỗi ước mơ về. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng, trong tuần qua có nhiều chuyện lùm xùm làm cho tôi rất quan tâm. Và cũng muốn thưa chuyện với quý khán thính giả với tính cách gia đình, nên hôm nay tôi xin mời quý khán thính giả cùng tham gia với tôi một bữa cơm tối. Bữa cơm tối này là vừa mua vừa làm, tức là mua từ ở nhà hàng cũng có, mà vừa làm mua từ chợ về làm thêm cũng có. Để rồi ăn cái đồ mát, thưa chuyện với quý vị cho nó mát mẻ nha. Xin mời quý vị hãy xem mâm cơm tối của tôi hôm nay. Tôi không biết quý vị có thích ăn đồ ăn Nhật hay không, chứ còn tôi thì tôi thích. Tôi thích ăn sushi, lúc nào quý vị biết rồi, sushi này là tôi ra ngoài chợ đại hàng tôi mua. Nhưng mà tôi mua sashimi về, tôi mua tươi, tôi mua một con ốc và voi tươi tôi về. Rồi cá hồi, rồi cá tuna ngon lắm, tươi. Phải không? Tôi mua hai phần, nhưng mà cái này là tôi mới lấy ra một phần cho tôi thôi. Cái này mà chấm với wasabi với xì dầu ăn rất là ngon. Thưa quý vị, mời quý vị miếng ngon đó. Ngon. Rồi ăn trong biển, rồi ăn gừng, với nhớ ăn cái đồ, cái miếng trong biển này nè, ngon lắm thưa quý vị. Rất là ngon. Giòn không được. Xong rồi vừa coi phim tàu, rồi mời quý vị ly rượu chát nữa, ly này là rượu trắng. Tại ăn đồ biển thì ăn uống rượu trắng nó ngon hơn. Xin mời quý vị cùng ăn với tôi. Đó là mâm cơm tối của tôi hôm nay, món sushi và sashimi. Mà khổ có một cái là tôi khoái ăn sashimi. Sashimi thì mắc tiền quá. Cho nên là sashimi ngon á thì phải là tươi. Tươi thì tôi cũng phải ra ngoài chợ tôi mua. Tôi mua tươi về còn đang sống tôi làm hết. Cá thì nó chết rồi thì đương nhiên, nhưng mà nó phải để tươi, chứ không có là ấy, nhà hàng nó không có tươi giống như vậy bây giờ thưa quý vị. Cho nên tôi lấy cá tươi, tôi lấy luôn con quay duck, tức là con ốc và voi á, quay duck. Rồi mấy cái đồ gì tôi mang tôi về tôi làm. Nên tôi xin mời quý vị cùng ăn cơm tối với tôi, rồi tôi nói chuyện với quý vị. Đây là bữa cơm thân mật gia đình và fan Góc Nhìn Hoàng Duy Hùng. Xin mời quý vị ăn, cái này là rượu nho trắng, ăn với đồ biển nó rất là tốt thưa quý vị, rượu nho trắng nhé. Và thưa quý vị, tôi thử một vài miếng thôi. Con này là cái con ốc vòi voi. Tiếng Anh họ gọi đó là con quay duck. Nó do cái chữ quý duck của Trung Quốc mà ra. Nó là món bây giờ là mắc tiền nhất trên thế giới. Cái con này nó là cái con, nó giống như cái con, cái củ của đàn ông á. Không khác gì hết. Và một pound của nó ngoài chợ là bây giờ là mấy chục đô, nhưng mà ở trong nhà hàng là nó bán cả mấy trăm đô một pound. Tôi không biết sao chứ hồi tôi qua Thượng Hải á, họ đãi cả mấy chục người mà chỉ có một con à. Còn riêng tôi ăn một mình hôm nay là một con luôn, tha hồ, không? Đó là con quý đắc, con ốc và voi. Sashimi này á, là cái con này là con tuna. Quý vị biết rồi, cái con này ăn nó để chống phóng xạ này nọ đó. À, rất là ngon. Tôi mua nó từ ở trong cái miếng mà nó còn phải bỏ trong lúc đông á. Về mà mới để cho nó tan đá ra mà thái ra mới ngon. À, miếng của nó gì. Rất là tuyệt vời. Quý vị thấy không, tôi đúng là... Người ta làm tôi ăn cầm. Tôi ăn mất cuộc đời. Còn cái này là sushi, cái này là sushi.
Sushi này không phải do tôi làm nhé thưa quý vị, cái này là tôi đi chợ tôi mua đàng hoàng, người đại hàng họ làm. Ăn mấy cái miếng này thưa quý vị, và ăn thêm mà rong biển, ăn thêm rong biển nè, ăn thêm gừng, gừng Nhật Bản, không ăn cơm nữa, từng đầy đủ không? Cái này là quá nhiều rồi thưa quý vị. Còn cái này là sashimi cá hồi, thấy không? Sashimi cá hồi cũng ngon lắm thưa quý vị. Một mình tôi ăn như vậy là quá no thưa quý vị. Đời tôi sung sướng chứ không có gì thiếu thốn hết đó. Hôm nọ đi qua bên Punta Cana, họ có làm nhưng không có ngon, không ngon mặn này. Họ bán mắc hơn thôi. Nhưng mà ở đây muốn ăn được cái này khó lắm thưa quý vị. Nó phải được tươi, nó mắc lắm. Mà Houston thì được có một cái là các chợ đại hàng, chợ Nhật, chợ rất là tươi. Nên là tôi mua về tôi thái, tôi làm, tôi ăn. Tính ra như vậy á, cái mâm cái này của tôi mua về tôi làm, xin lỗi quý vị, rẻ lắm, có 100, có khoảng chưa tới 100 đô la thôi, 100 đô la. Còn ra ngoài nhà hàng ăn mà kiểu thứ thiệt đó là phải mấy ngàn đô cũng chưa chắc được, chưa chắc ngon như vậy, nó nói thiệt á. Vậy tôi bây giờ tôi ăn hết xong tôi thưa chuyện với quý vị. Vâng thưa quý vị, tôi ăn cũng rất là ngon lành, đã quá trời. Ăn cái này rồi thì đi đâu cũng chả thèm gì nữa hết. Thưa quý vị, đầu tiên là tôi xin cảm ơn bác Phan Ban. Tôi xin chân thành cảm ơn bác Phan Ban đã có góp ý với tôi về những vấn đề. Thì tôi ghi nhận và tôi hứa sửa chữa. Thí dụ như là bác nói rằng là anh Hùng không nên mang những cái chuyện giỡn chơi cá nhân ở trong á, mà đem ra ngoài trên mạng. Thí dụ như tôi giỡn chơi với anh Nam Tây Đô, người đàn ông giỡn chơi với nhau, giỡn đó là tôi giỡn thôi. Giỡn tôi bảo là thôi, chú đứng lại, chú lo mà cản đường thôi, chết thì tôi sẽ đề nghị cái này cái nọ. Thì cái đó là giỡn. Thì bác Phan Nam, Phan Bang nó nói rằng là họ nâng quan điểm lên, họ này nọ đó, rồi làm cho những kênh, những người bảo vệ hoặc là những kênh chính nghĩa khó khăn. Thì tôi đấm ngực ăn năn, mea culpa. Thực sự là có những cái lúc mà mình nói chơi giữa người đàn ông với nhau nói chuyện như vậy thôi thì được, nhưng mà đưa lên trên mạng, lên YouTube là sai trái. Thì con cũng xin cảm ơn bác Phan Bang đã góp ý. Con nhận lỗi. Và vì vậy cho nên là con đã chỉnh sửa và làm lại cái clip đó ngay lúc đó liền, con tự biết rồi. Và sau đó là ấy thì con cũng không có làm nữa. Như con đã nói với chú Bảy Liêm là con không có thanh minh thanh nga. Nên con cũng chỉ biết cảm ơn bác Phan Bang mà thôi. Còn những điều gì khác bác Phan Bang góp ý thì con ghi nhận. Điều gì con thực hiện được thì con thực hiện. Còn điều gì con không thực hiện được thì nó ngoài khả năng của con thì con cũng chịu. Nhưng mà con cũng có quyền tự do ngôn luận của con. Và bất kỳ một ai muốn đánh giá về con, muốn ngăn cản con về quay đầu về với Tổ quốc và nói rằng là con có âm mưu cái gì đó, thì họ cứ hỏi Bộ Công an à. Con khỏi nói vậy. Bộ Công an sẽ trả lời. Chứ họ không nên vì cái chuyện gọi là cái gì đó với con rồi đi chửi bới các cơ quan chức năng và nhân sự của các đảng, của các như tờ như báo Nhân Dân hay là VOV hay là gì đó. Họ có ngon thì họ hỏi thẳng Bộ Công an. Thì con thưa với bác Phan Bang như vậy. Rồi
Có người hỏi con á là khi con về lại Houston, con có nhận thư bảo đảm gì chưa của ai đó, của ông bên lão bựa lão bẩn đó. Thì trước khi con về, đáng lẽ cái chuyện này con không nói nữa, con nói rằng là con đã nói rồi thôi. Con nói rằng là trước khi con về đó, ở bên Punta Cana đó, con nói rằng là con có về tới Houston đó, mà con có thấy cái thư đó đó thì con cũng xin đi về lại đây kia, tôi không nhận. Thì y hệt như vậy thôi, con không có nhận. Người đó không có xứng đáng cho con nhận cái thư, thưa bác. Thư kiểu đó đó, họ phải biết cách làm thủ tục. Con không có chỉ bảo cách làm thủ tục ở đây. Thứ nhất là người đó ở bên Cali, thứ hai con ở Texas. Hai tiểu bang khác nhau, nó giống như hai quốc gia nhé. Là bang là một quốc gia, hai tiểu bang là hai hai bang ở trong một quốc gia. Thì những cái vấn đề đó nó có cái những cái thủ tục riêng của nó, chứ không phải là cứ muốn là gửi cái đó thì con không nhận, con không thèm nhận, đúng không? Con không thèm nhận bà, thưa bác Phan Bang, con không thèm nhận. Con nói với người gì đó đưa thư, tôi không có thèm nhận, gửi về đi, xong. Đó là cái chuyện thứ hai con xin trả lời rất rõ ràng như vậy. Chuyện thứ ba đó là những người bảo vệ con đó, thưa bác Phan Bang, họ bảo vệ đó là quyền của họ, nhưng mà đó không phải là ước nguyện của con. Cũng giống như là khi mà du học sinh Dương Đức Thịnh giật cờ vàng ba sọc xuống rồi đạp lên trên nó với những cái ngôn từ của người bức xúc, thì đối với nhiều người cảm tính đó, con nói là cảm tính đó, thì rất là thích. Nhưng mà với những người mà họ làm việc trong Bộ Ngoại giao hoặc là trong nhà nước Việt Nam, theo con biết đó, và ngay cả cựu Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn là hiện giờ vẫn là đại sứ đó, thì họ có những cái suy nghĩ khác. Họ hiểu cái tâm trạng bức xúc, nhưng họ không muốn gây thêm những cái sự xáo trộn. Con có tiếp xúc với Tổng lãnh sự ở tại Houston, con hiểu cái tâm trạng đó. Tức là có những cái vấn đề của cộng đồng Việt Nam ở đây đó, thì nó rất, đối với Tổng lãnh sự thì giải quyết cái dễ dàng, nhưng mà nó có thể gây ra những cái chuyện gọi là nóng nảy, thì Tổng lãnh sự ở Houston không muốn cái chuyện đó. Không phải sợ, mà chỉ muốn tạo một cái sự hài hòa đoàn kết. Nên hành vi của cựu sinh viên, hành vi của du học sinh Dương Đức Thịnh về cảm tính thì nhiều người thích, nhưng mà đó về ngoại giao nó có thể nó gây chuyện gì đó, một số người họ kiếm chuyện. Thì nhiều người trong Bộ Ngoại giao Việt Nam họ cho rằng là cái việc đó không cần thiết, không phải là chủ trương của nhà nước cũng và Bộ Ngoại giao Việt Nam. Thì con cũng xin thưa thật với bác Phan Bang đó là những kênh bảo vệ con đó là quyền riêng tư của họ, quyền tự do ngôn luận của họ. Nhưng bảo rằng là con cổ súy cho chuyện đó thì không. Bác Phan Bang xem thấy rằng có kênh nào mà con gọi, hay là kênh nào ấy mà con nói rằng là, chứ hay cả chính bác Phan Bang con có bao giờ gọi con nói chuyện với bác là bảo là chứ bác ơi bác phải lo bảo vệ con, không có đâu, con nói chuyện không có đâu, con không có làm chuyện đó. Nhưng mà bảo rằng là để mà cản những người đó thì con không cản được, tại vì họ có quyền tự do của họ, ai mà cản được. Nhiều người nói với con là nói với người này người nọ, con nói là chứ con giơ hai tay đầu hàng, con không có quyền gì hết, con không có quyền gì hết. Nên tất cả những ai mà bảo vệ con thì con cũng xin cảm ơn, nhưng bảo đó là chủ trương của con thì con cũng nói là không, đó không phải là chủ trương của con. Tại con hiểu mỗi người có một cái quan điểm riêng của họ. Một chiếc xe nó có nhiều bộ phận, nó có cái này cái nọ, nếu mà không đúng, nó chỉ cần có một cái con ốc đó, mà nó không có siết chặt lại thôi thì nó có thể hư một chiếc xe. Chúng ta không phải là, chỉ có nói là chúng ta đây là những người đang bảo vệ con đó, không phải là một tổ chức, đó chỉ là một cái gì đó hứng khởi lên thôi, hứng khởi cá nhân. Nên mà bảo rằng là họ cái hứng khởi cá nhân đó là cái chuyện mà con chủ trương thì không, con không chủ trương. Tại vì thực ra đó, nếu mà ngồi suy nghĩ lại cái chuyện gì cũng có cái lợi và cái hại hết, thưa bác Phan Bang. Bảo vệ con thì tự nhiên là làm cho người ta nghĩ rằng những cái kênh kia có giá trị để chú ý. Còn nếu mà mình không bảo vệ, không lo
trắng lờ đó. Who cares? Không có ai quan tâm á, thì tự nhiên nó hết rồi, nó xẹp thôi. Còn nếu mà bảo vệ thì họ nghĩ như vậy thì họ họ làm riết, họ ấy thì chuyện của họ. Và con cũng nói rằng là những người đó là chỉ kiếm view kiếm tiền thì tha hồ kiếm view kiếm tiền. Tới cái mức độ nào họ làm quá rồi thì thôi, từ đó là lúc đó họ nói chuyện với những vị có chức trách. Chứ còn con cũng không quan tâm. Thật ra thì con thưa thiệt với bác Phan Bang á, là một ngày con làm việc từ sáng tới tối nhiều chuyện này chuyện nọ. Con không không nghe hết các kênh bảo vệ con nữa cơ. Chứ huống chi con có đủ thời giờ mà con nghe những cái kênh mà chống phá con. Nên xin thú thiệt với bác Phan Bang là chúng ta bảo vệ nhau và giúp nhau được cái gì thì giúp. Nhưng mà đừng có nghĩ rằng là phải đặt vô trong một cái điều khoản nào đó, nó thành vô một cái tổ chức có quy định từ trên xuống dưới, rất là khó, không có được đâu. Chắc chắn là không có được. Con thưa thiệt với bác Phan Bang như vậy. Không được. Đó là cái vấn đề mà tự do ngôn luận của những người đó nữa. Có những người có từng nói với con là anh Hùng ơi, anh khuyên anh Hùng nói với người này người nọ, nói cái này cái nọ, tôi bảo là chứ con nói chứ con là sao con nói được, tôi sao tôi nói được, tôi là cái gì, tôi quay đầu về với tổ quốc cho hay không cho là quyền của nhà nước Việt Nam và Bộ Công an Việt Nam, Bộ Ngoại giao Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam, các ban, các ngành, các kệ của Việt Nam và nhà nước Việt Nam. Mà nếu mà nói rằng để tôi nói với những người này người nọ thì tôi không dám. Mà tại vì sao? Họ có cái quyền tự do ngôn luận của họ. Và chính điều đó mới là tự do ngôn luận mà chúng ta đang cổ suý. Thì làm sao mà đàn áp tự do tôi ngôn luận được? Lâu lâu con có khều chút xíu, thí dụ như con chọc Nam Tây Đô một chút xíu như vậy là đủ chết con rồi, phải không? Đủ chết con rồi chứ còn gì nữa. Họ nâng quan điểm lên, họ đập con te tua thì huống chi gọi là nếu mà con ngồi vậy mà con nói cái gì nào đó thì là lỡ mà cái gì trật cái là chết liền. Hôm nay là bạn, mà nếu mà nói không trúng thì mai là thù. Nó khổ thế. Nói mà đụng chạm tới tự ái là ngày mai là kẻ thù. Mà đời con là chứng kiến không biết bao nhiêu lần rồi, nó phải một lần đâu. Có những người hôm nay là khen con tối đa, ngày mai là tự nhiên là con biết gì, qua một đêm thôi là chửi con không còn một cái thầm tệ, không còn một cái gì nữa hết. Người lớn cũng có, con nít cũng có. Thì bác Phan Bang phải hiểu dùm cho con ở trong cái hoàn cảnh rất là khó khăn và tế nhị. Cũng giống như là ở bên hải ngoại, thưa bác Phan Bang. Có những người là nghe chương trình xong một thời gian thấm xong biết không biết gọi con. Gọi con biết họ sao, họ có cái số điện thoại của con, nhưng mà gọi con xong rồi cứ nói là tôi tên này tên nọ xong rồi. Là bảo là xin anh Hùng gọi lại. Con bao giờ cũng gọi lại hết. Tại vì con từng bị là họ ở ngoài, con ở ngoài ánh sáng, họ ở trong bóng tối. Họ là ai con không biết, không ai giới thiệu, không một cái gì hết, là chỉ là không phải là thân chủ của con này nha. Bây giờ gọi lại chỉ là thuộc về vấn đề chính trị này nha. Mà về vấn đề chính trị mà con gọi lại, họ nói là chứ mai mốt họ bảo là chứ là ông Hùng là người gọi cho tôi để hỏi ý kiến tôi. Con đã gặp biết bao nhiêu trận rồi, con sợ lắm. Cho nên con tảng lờ luôn. Giờ này con tảng lờ những người đó. Giống như bác Phan Bang á, con chưa bao giờ thưa chuyện với bác Phan Bang, ngày hôm nay là lần đầu tiên. Con cũng chưa bao giờ nói chuyện với bác Phan Bang trực tiếp, bác thấy đúng hay không thì bác biết rồi. Con ngại, bây giờ là như một con chim nó bị rất là nhiều ná. Con rất sợ. Sợ những người cứ khen con này nọ xong bắt đầu bắn te tua không còn cái gì nữa hết. Cho nên những người như con nói mấy ngày hôm nay giờ cứ gọi cho con tán lờ hết, để message con cũng không nhận. Không nhận là tại vì trong quá khứ con từng bị bắn như vậy. Con không biết kẻ đó là ai. Khen con cho đã rồi, nhưng mà kẻ đó là ai? Nhiều khi đó là Việt Tân, nhiều khi đó là cái gì đó con không biết. Con sợ lắm. Cũng giống như bây giờ con nói rằng là cái lão bẩn đó mà gửi cho con cái lá thư bảo đảm đó. Bề ngoài nó có thể là lá thư bảo đảm, nhưng bên trong nó có thể là đồ ngứa gì đó. Con mở ra nó dính tay cho con ngứa, cả cái thân hình con nó có dại. Lão bẩn đó là cái gì? Con phải mở cái lá thư đó, con phải nhận cái thư đó, con cho gọi về, làm đúng thủ tục đi.
Hôm nay con ăn cơm, con xin thưa thiệt với bác Phan Bang như vậy. Bác có lời góp ý với con rất chân thành, con xin chân thành cảm ơn bác. Nhưng cũng có những cái điểm mà con cũng phải thưa với bác như vậy. Tức là con ghi nhận những góp ý tích cực của bác xây dựng cho con những chuyện nói chơi giữa những người đàn ông với nhau ở đằng trong không sao. Đưa ra ngoài công chúng không được, con đồng ý và con đóng ngược liền. Mea culpa, mea culpa. Mea culpa, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Lỗi tại tôi mọi đàng, không có dính líu gì đến những cậu trẻ như cậu Tây Đô. Cậu Nam Tây Đô, đó là lỗi của con. Con lớn mà con nhiều hơn giỡn chơi, con không hiểu thì con ráng chịu. Và thứ hai, nữa, bác góp ý con những cái vấn đề khác thì có những điều tốt, điều đúng, nhưng mà có những cái điều mà con cũng phải cân nhắc. Con chỉ xin dùng cái danh từ là con cân nhắc. Thì con xin thưa với bác như vậy, mong bác hiểu giùm cho con. Chân thành cảm ơn bác Phan Bang và chân thành cảm ơn tất cả quý khán thính giả theo dõi với con ngày hôm nay. Tối hôm nay con ăn cơm, con phải đợi ăn đồ mát, con thưa chuyện đàng hoàng. Có đây là chuyện ăn cơm tối trong gia đình con thưa. Chứ còn nếu mà nói rằng là làm nghiêm chỉnh thì con không dám. Tại vì nghiêm chỉnh với bác thì con phải mặc áo vest xong rồi con mặc cravat lên rồi này nọ đó. Tự nhiên con nói không được. Nói thiệt với bác Phan Bang vậy, con nói không được. Nếu mà có cái gì nó nghiêm chỉnh nó còn không nói được. Thôi thì con cũng mong bác hiểu giùm cho con. Bác hiểu được con thì con cảm ơn. Bác không hiểu con cũng cảm ơn. Chứ mà sao biết sao bây giờ, con cũng không biết nói sao bây giờ nữa. Con bây giờ là ở một mình như vậy là cả ngày đêm từng chỉ từng này thôi. Con xin chân thành cảm ơn bác. Cảm ơn tất cả quý khán thính giả. Và xin hẹn tất cả mọi người trong chương trình sau.